Xin chào các bạn, Joy Holiday đây. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến với Resort Premier Residence Phú Quốc, tọa lạc tại Bãi Kem xinh đẹp, với phong cách thiết kế hòa trộn kết hợp với những gam màu sắc trẻ trung và phong cách hiện đại. Premier Residence Phú Quốc là khu nghỉ dưỡng 5 sao mới nhất, trực thuộc quần thể nghỉ dưỡng sang trọng của tập đoàn Sun Group. Bên cạnh các anh lớn JW Marriott Phú Quốc, Premier Villas Phú Quốc và cấp treo Sun World Hòn Thơm đã tạo nên khu phức hợp sang trọng bậc nhất phía Nam Đảo Ngọc. Điểm nổi bật của khách sạn nằm ở kiến trúc độc đáo, lấy cảm hứng từ những thùng nước mắm đặc sắc trứ danh Phú Quốc, được bàn tay sáng tạo của các kiến trúc sư hàng đầu thế giới đến từ Anh và Australia, tạo nên sự hòa trộn độc đáo giữa văn hóa bản địa và phong cách chuẩn quốc tế. Nói nhiều hơn về Bãi Kem, nơi đây là một trong những bãi tắm thuộc đảo Ngọc và thuộc top những bãi tắm đẹp nhất Phú Quốc. Không chỉ mang trên mình vẻ đẹp tự nhiên, nguyên sơ chưa được khai thác, Bãi Kem còn được biết đến với hệ sinh thái với thảm thực vật phong phú, đa dạng, nhiều du khách thích thú khi đến đây. Nơi đây hòa vào cảnh sắc thiên nhiên từ sảnh chào đón khách ngập tràn ánh nắng, cùng bể bơi ngoài trời tràn bờ view biển, diện tích khủng nhất Phú Quốc. Với hình dáng và cấp độ khác nhau thổi dần về phía biển, vị trí của resort cũng không nằm quá xa sân bay Phú Quốc, chỉ cách sân bay khoảng 25 km. Vì vậy, du khách khi đến đây nghỉ dưỡng có thể dễ dàng di chuyển giữa khách sạn với sân bay, vừa tiện lợi không tốn quá nhiều thời gian. Khách sạn Premier Residence Phú Quốc được xây dựng với lối thiết kế vô cùng độc đáo, nhìn từ tòa nhà chính của khách sạn giống như một chiếc mũ khổng lồ, với phần trên được thiết kế là một hình trụ thuôn dài xuống dưới, phần đại sảnh được thiết kế với màn che chắn xòe đều sang bốn phía, khiến kiến trúc của tòa nhà khách sạn trở nên độc nhất và vô nhị. Đằng sau khách sạn là một khu nghỉ dưỡng khép kín, được xây dựng như một bãi biển thu nhỏ với những rặng dừa cao, hồ nước lớn và một mô đất nhỏ nhô lên. Đặc biệt, du khách cũng sẽ được thu hút bởi lối trang trí phòng và cách đề co sảnh và các chi tiết nhỏ trong khách sạn. Mỗi góc của khách sạn đều được trang trí theo phong cách châu Âu sang trọng, không quá cầu kỳ. Đồ dùng trong phòng đều được trang trí những tiện ích cao cấp và hiện đại nhất nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi của du khách. Nằm giữa khu nghỉ dưỡng là bể bơi ngoài trời tràn bờ, view biển rộng tới 5.000 m² với hình dáng và nhiều cấp độ khác nhau, thổi dần về phía biển. Độ sâu trung bình của hồ bơi là 1.7 m. Đặc biệt, khách sạn còn thiết kế riêng hồ bơi trẻ em với cách ngăn và độ sâu chỉ khoảng 0.5-1 m cho các bé thoải mái bơi lội mà bố mẹ không cần lo lắng. Quả xứng danh Cotel 5 sao đầu tiên tại Bãi Kem, khu nghỉ dưỡng Premier Residence Phú Quốc có tới hơn 200 phòng ngủ, được chia thành 11 hạng phòng khác nhau, từ 1 đến 3 phòng ngủ cho bạn tha hồ lựa chọn, đáp ứng nhu cầu của tất cả du khách, từ cặp đôi, gia đình, nhóm bạn hay là khách đến công tác. Toàn bộ phòng nghỉ đều có cửa sổ và ban công hướng biển, vừa đón ánh nắng, đón gió biển, vừa thu trọn cả bãi biển xinh đẹp vào tầm mắt. Diện tích phòng tiêu chuẩn ở đây nhỏ nhất cũng đã là 39-45 m², khá rộng rãi mà giá chỉ chưa tới 2 triệu đồng cho một đêm. Nội thất trong phòng chủ yếu sử dụng vật liệu gỗ và họa tiết trang trí theo không gian biển cả, khiến căn phòng bừng sáng và rất là mát mát. Các phòng đều có đầy đủ tiện nghi cần thiết như là máy pha cà phê, pha trà, tivi màn hình phẳng, bàn làm việc, có mini bar, máy sấy tóc, trang bị tủ quần áo và két sắt. Một điểm cộng mà mình đặc biệt yêu thích tại đây chính là khu vườn nhỏ phía trước mỗi căn hộ luôn ngập tràn đầy hoa và nắng. Và không thể nhắc tới điểm nhấn chính của resort đó chính là các căn penthouse nằm tách biệt giữa tầng cao nhất của tòa nhà, bao gồm công viên với diện tích lên tới 256 m², cùng bể bơi vô cực, view biển thật là đắt giá. Thì ở đây có những cái view rất là rộng, mọi người có nhìn xa thấy được tất cả các công viên ở phía dưới, hồ bơi trải ra tới biển, đằng kia là biển, ở đây là phía bên kia là tất cả những cái công viên của resort, mọi người thấy rất là đẹp đúng không ạ? Và việc thư giãn ở resort cũng có những dịch vụ như là spa hay là ăn uống tại nhà hàng, thì hoặc là hồ bơi đó. Hồ bơi thì rất là đẹp rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ đến spa ha. Với 10 phòng trị liệu sử dụng nguyên liệu hoàn toàn là tự nhiên, Emerald Spa được đặt tại vị trí yên tĩnh và gần bãi biển, chắc chắn sẽ mang tới cho bạn những phút giây thư giãn nghỉ ngơi tuyệt vời nhất, giải tỏa căng thẳng mệt mỏi và cân bằng năng lượng từ sâu bên trong. Bạn được thoải mái lựa chọn các dịch vụ xông hơi, massage hay chăm sóc móng với mức giá hoàn toàn hợp lý. Nhà mình đi đúng dịp khuyến mãi nên được tặng dịch vụ này, cảm thấy hết sức là thoải mái và tuyệt vời. Khu nghỉ dưỡng sở hữu chủ nhà hàng và quầy bar rất là phong phú,
lại được chế biến bởi bàn tay của vị bếp trưởng tài hoa mang tới những món ăn đậm chất châu Âu, có cả châu Á nữa, giữa lòng Phú Quốc. Thêm vào đó, các món ăn hải sản tại bếp vẫn giữ được vị tươi và ngọt như vừa được đánh bắt ngoài biển. Ban đầu chỉ định thưởng thức bữa sáng miễn phí trong gói phòng của khách sạn thôi, nhưng mà gia đình mình thấy ngon quá nên quyết định dành thời gian trải nghiệm bằng hết các món ăn ở đây và các dịch vụ tại khách sạn. Mình không có đi ra ngoài luôn. Tại khu nghỉ dưỡng còn có khu vui chơi dành cho trẻ em nữa nha các bạn. Tại đây có rất nhiều góc và đồ chơi dành cho các bé. Ở resort cũng có rất nhiều các hoạt động dành cho các trẻ em và các bạn nhỏ. Nếu bạn có con nhỏ thì hãy đăng ký nha. Bạn có thể xem lịch trình hoạt động và các khung giờ của các ngày trong tuần mình có chèn ở trên màn hình nha. Ngoài ra resort còn có các hoạt động giải trí khác như là chèo súp, lướt ván, thuê xe đạp dạo quanh khu resort hay học bơi nếu bạn chưa biết bơi nhé. Vừa rồi thì Joy Holiday đã chia sẻ đến bạn một resort siêu đẹp mà giá lại tốt ở Phú Quốc. Hy vọng bạn cùng gia đình và bạn bè sẽ có chuyến nghỉ dưỡng tại Phú Quốc thật nhiều niềm vui và thật thú vị. Nếu bạn có nhu cầu đặt phòng thì liên hệ cho Joy Holiday nhé. Tụi mình chuyên cung cấp các combo nghỉ dưỡng giá tốt và tour dịch vụ trọn gói ở cả trong nước và ngoài nước. Đừng quên đăng ký subscribe kênh Joy Holiday và bấm vào hình chức chuông để nhận thông báo về video du lịch kế tiếp nha. Bây giờ thì bye bye, cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào.